Dự kiến PSG sẽ chấp thuận mức giá từ 50 đến 80 triệu bảng tùy thuộc vào người mua là ai. Cho dù về lý thuyết Neymar đang là cầu thủ đắt giá nhất thế giới, lý tưởng nhất là Neymar trở lại Barcelona, nhưng vấn đề là đội bóng Tây Ban Nha không ham nổi khoản tiền do các vấn đề về tài chính. Nhưng có một câu hỏi khác có thể sẽ quyết định đến giá bán Neymar, đó là anh muốn nhảy hay là câu lạc bộ muốn đẩy đi. Ở tuổi 31, Neymar đã không được coi là cầu thủ quan trọng của tân huấn luyện viên Luis Enrique khi ông xây dựng một đội bóng mới đúng theo tính cách quen thuộc. Các câu lạc bộ ở Saudi Arabia, Brazil, Mỹ và châu Âu đều được cho là sẽ cố gắng ký hợp đồng với Neymar vào mùa hè này. Thậm chí, đã có những cuộc thảo luận với Chelsea vào tháng riêng. PSG không bình luận gì về những dạng thông tin thế này. Đội bóng nước Pháp đang ở trong một hoàn cảnh mà các động thái của họ có thể gây tổn hại đến hình ảnh đại gia vốn được xây dựng bấy lâu này. Thông thường PSG luôn đợi các cầu thủ lên tiếng trước. Messi đã rời câu lạc bộ vào đầu mùa hè này để gia nhập Inter Miami, và nếu Neymar và Mbappé theo anh rời PSG, điều đó sẽ thực sự đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên. PSG thực sự cố gắng rũ bỏ những gì mà chủ tịch Nasser Al-Khelaifi của họ trước đây đã mô tả là hình ảnh rực rỡ trong quá khứ, và làm việc để phát triển nhiều cầu thủ hơn một cách tự nhiên thay vì mang về những siêu sao hàng đầu. Neymar được cho là mẫu mực của cách tiếp cận cũ. Khi PSG phá kỷ lục chuyển nhượng thế giới để ký hợp đồng với anh từ Barcelona vào năm 2017 với giá 222 triệu euro, 200 triệu bảng vào thời điểm đó. PSG muốn chấm dứt văn hóa Galactico.